ông Trump được dự đoán thắng ở tất cả các bang chiến trường. Bà Harris nhận tin sét đánh. Lo ngại kịch bản ông Trump tự tuyên bố thắng cử. Ông Trump được dự đoán thắng ở tất cả các bang chiến trường. Thưa quý vị các bạn, càng sát ngày bầu cử, ông Trump càng có sự bứt phá mạnh mẽ, trong khi bà Harris nhận nhiều tin xấu. Theo dữ liệu do các trang đặt cược công bố cho thấy, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump có khả năng giành được chiến thắng ở tất cả 7 bang chiến trường và tái đắc cử. Cụ thể, trang đặt cược chính trị hàng đầu tại Mỹ Election Betting Woods ngày 22 tháng 10 công bố tỷ lệ đặt cược ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump giành chiến thắng ở các bang Arizona là 72,1%, Georgia 70,5%, Bắc Carolina 66,5%, Pennsylvania 61,5%, Nevada 60,7%, Michigan 59,5% và Wisconsin 57,5%. Trong khi đó, đối thủ của ông ở bên phía Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, được dự đoán sẽ thua ở tất cả các bang này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Phân tích dự đoán rằng ông Trump sẽ giành được 312 phiếu đại cử tri so với 226 phiếu của bà Harris. Trang đặt cược này tổng hợp dữ liệu do Betfair, SmartCast, PredictIt, Polymarket và Kanshi cung cấp và cập nhật thông tin 20 phút một lần. Theo một cuộc khảo sát, ông Trump đang dẫn trước bà Harris 4% ở các bang chiến trường như Georgia. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa nhận được tỷ lệ 47% ủng hộ, trong khi ứng cử viên Đảng Dân chủ chỉ là 43%. Tuy nhiên, theo The Atlanta Journal-Constitution, lưu ý rằng 8% cử tri tiềm năng cho biết vẫn chưa quyết định và điều này cũng có thể sẽ thay đổi kết quả chung cuộc. Khảo sát được tiến hành từ ngày 7 đến 16 tháng 10 trong số 1.000 cử tri tiềm năng ở Georgia. Một cuộc khảo sát khác của Reuters và Ipsos cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3% trên quy mô toàn quốc với tỷ lệ 46% so với 43%. Khi được hỏi về cách tiếp cận đối với các thách thức về nhập cư và kinh tế, những người được khảo sát ủng hộ ông Trump. Người dẫn trước với tỷ lệ 46% so với 38% về kinh tế và 48% so với 35% về nhập cư. Hơn 4.100 người trưởng thành ở Mỹ tham gia cuộc khảo sát của Reuters Ipsos được tiến hành trực tuyến trên toàn quốc từ ngày 15 tới 21 tháng 10. Cuộc đua vào Nhà Trắng cho đến nay vẫn rất khó đoán vì các cuộc khảo sát vẫn có sai số, có nghĩa là những điểm thiếu chính xác điển hình trong cuộc bỏ phiếu có thể làm thay đổi kết quả. Theo giới chuyên gia, các bang như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin sẽ là những chiến trường quyết định liệu ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ hay của Đảng Cộng Hòa sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên đang ở giai đoạn cao trào khi cả hai đều đang tập trung nỗ lực để giành được các cử tri ở những bang chiến trường. Trên cả hai bám đuổi sát sao cho các cuộc khảo sát trước thềm bầu cử. Những bang chiến trường sẽ có vai trò quyết định trong việc xác định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. Hiện tại cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế dẫn đầu rõ ràng ở các bang để đảm bảo con số đó. Bà Harris nhận tin sét đánh. Theo số liệu thống kê của Đại học Florida, hơn 20 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm bằng hình thức trực tiếp hoặc qua thư điện tử. Con số này tăng vọt so với năm 2020, đặc biệt là số lượng cử tri Cộng hòa bỏ phiếu sớm tăng vọt so với cách đây 4 năm, đang bào mòn lợi thế của phe Dân Chủ trong cuộc bầu cử này. Tại Nevada, số cử tri Cộng hòa bỏ phiếu sớm trực tiếp chiếm tới 52% tính đến cuối ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương, trong khi Đảng Dân Chủ chỉ là 28%. Ở Arizona, khoảng nửa triệu cử tri đi bỏ phiếu tính đến cuối tuần qua. Lượng bỏ phiếu của cử tri Cộng hòa tương đương cách đây 4 năm, trong khi Đảng Dân Chủ lại thấp hơn nhiều. Tại Pennsylvania, hơn 1 triệu cử tri bỏ phiếu qua thư tính đến sáng 22 tháng 10. Trong đó, 650.000 phiếu của cử tri Dân Chủ, 300 phiếu của Đảng Cộng Hòa. Năm 2020, bang này có 2,6 triệu cử tri bỏ phiếu qua thư. Theo Hiến pháp, công dân Mỹ từ đủ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử. Tuy nhiên, mỗi kỳ bầu cử luôn có một bộ phận lớn người dân không muốn đi bỏ phiếu do không quan tâm tới chính trị hay đơn giản là không thích các ứng cử viên. Giới quan sát nhận định, xu hướng cho thấy sự đảo chiều về quan điểm của Đảng Cộng Hòa về cách bỏ phiếu so với bầu cử năm 2020. Đại dịch COVID-19 đã tác động đến cách cử tri Mỹ đi bỏ phiếu. Các bang tạo điều kiện để cử tri có thể bỏ phiếu vắng mặt và qua thư. Nhưng ông Trump đã từng chỉ trích mọi hình thức khác ngoài bỏ phiếu trực tiếp. Ông Trump cho rằng bỏ phiếu qua thư sẽ tạo ra sự hỗn loạn và dẫn đến sự can thiệp của những quốc gia bên ngoài, nhưng không đưa ra bằng chứng.
nhiều người ủng hộ đã tin ông Trump. Ông Trump sau đó thất bại trước đối thủ của Đảng Dân Chủ Joe Biden nhờ số lượng cử tri Dân Chủ áp đảo trong bỏ phiếu sớm của bà thư. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu sớm trong nhiều năm qua. Việc này giúp họ ít phụ thuộc vào ngày bầu cử hơn, bởi cử tri trong ngày đó có thể bị ảnh hưởng bởi các lịch trình cá nhân, thời tiết hoặc sức khỏe khiến họ không thể đến bỏ phiếu. Bỏ phiếu sớm còn giúp chiến dịch tranh cử của các bên sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả hơn, bởi họ chỉ cần nhắm đến nhóm cử tri chưa tham gia bầu cử. Do đó, nhiều quan chức Đảng Cộng Hòa đã thúc đẩy ông Trump thay đổi quan điểm về bỏ phiếu sớm và quá thư để cân bằng cuộc chơi với phe Dân Chủ. Và cựu Tổng thống đã bắt đầu thay đổi quan điểm khi đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Florida hồi tháng 8. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa với con dâu của ông Trump là Lara Trump giữ ghế đồng chủ tịch đã dồn nguồn lực cho các chương trình thúc đẩy cử tri Cộng Hòa bỏ phiếu sớm. Theo Michael McDonald, nhà khoa học chính trị tại Đại học Florida, số liệu tập hợp cho thấy hầu hết cử tri bỏ phiếu sớm đều là người có khuynh hướng cao tham gia bầu cử, đồng nghĩa không phải cử tri mới. Họ từng bỏ phiếu năm 2020 hoặc đã quyết định bầu ai và muốn thực hiện sớm. So với năm 2020, nhiều cử tri Dân Chủ năm nay chuyển sang bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử hơn, còn phe Cộng Hòa đã dồn nguồn lực đáng kể để thúc đẩy cử tri bầu cử sớm. Hiện chưa rõ tác động của những xu hướng này đến kết quả bầu cử. Số liệu bầu cử sớm chỉ cho thấy cử tri đăng ký ủng hộ đảng nào. Không thể biết họ bỏ phiếu cho ai. Hiệu quả từ thông điệp của ông Trump sẽ được thể hiện qua những con số trong 2 tuần tới. Một yếu tố gây trở ngại với cựu tổng thống là cử tri trẻ tuổi thường có xu hướng bỏ phiếu muộn hơn và họ có thể nghiêng về bà Harris. Các quan chức chiến dịch của ông Trump tỏ ra hài lòng vì số liệu bỏ phiếu sớm cho thấy Đảng Cộng Hòa đang thực sự bào mòn lợi thế của Đảng Dân Chủ so với cùng giai đoạn năm 2020. Trong số hơn 20 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm thì có cử tri của 2 trong tổng số 7 bang chiến trường là Georgia và Bắc Carolina đã ghi nhận số cử tri bỏ phiếu sớm cao chưa từng thấy. Tổng số cử tri Mỹ đủ điều kiện bỏ phiếu năm 2024 là khoảng 244 triệu người. Theo Mark Hamperin, cựu phóng viên của NBC News và đang là tổng biên tập kênh video tin tức Two Way, ngày 22 tháng 10 cho hay, dữ liệu khảo sát từ những người bỏ phiếu sớm một số bang chiến trường cho thấy cựu Tổng thống Trump đang thể hiện tốt đến mức có thể hoàn toàn đánh bại Phó Tổng thống Kamala Harris nếu bầu cử diễn ra ngày hôm nay. Hamperin lấy dẫn chứng từ phiếu bầu cử sớm ở Nevada, nơi báo hiệu mối đe dọa nghiêm trọng với bà Harris. Sau 3 ngày tổ chức bỏ phiếu sớm tại bang này, số cử tri Cộng hòa đi bầu vượt qua phe Dân Chủ khoảng 6.000 phiếu, trong tổng số 250.000 phiếu được bỏ. Theo dữ liệu được Tổng thư ký bang Nevada công bố vào đêm 21 tháng 10, trong số các cử tri đi bỏ phiếu sớm thì có 39,5% là thành viên của Đảng Cộng Hòa và 36,3% là thành viên của Dân Chủ. Ông Hamperin cho rằng nếu xu hướng bỏ phiếu sớm này giữ nguyên đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 thì gần như đã biết chắc chắn ai là người chiến thắng. Tại các bang chiến trường khác, dữ liệu cũng cho thấy số người Cộng Hòa đi bỏ phiếu sớm năm nay cao hơn hẳn so với các lần trước. Ông Hamperin nhận định các quan chức Cộng Hòa đã làm tốt hơn việc hối thúc cử tri đi bỏ phiếu sớm. Hiện không thể biết chính xác ai đã bỏ phiếu sớm, họ bầu cho ai, nhưng các nhà phân tích đều nhận định nếu tình hình này tiếp diễn thì ông Trump sẽ không thể thua. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về kết quả bỏ phiếu sớm cần được theo dõi hàng ngày và chiều hướng có thể thay đổi nhanh chóng, bởi không ai có thể đảm bảo được rằng xu hướng trên có thể được duy trì khi người Mỹ tiếp tục bỏ phiếu qua thư thay vì đi bầu trực tiếp. Theo một cựu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ông Vivek Ramaswamy, trong cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 10 cũng cho rằng ông Trump chắc chắn sẽ chiến thắng nếu bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 10. Điều ông lo nhất chính là những bất ngờ xảy ra trong thời gian 2 tuần tới. Theo Ring Clear Politics, kết quả trung bình các khảo sát toàn quốc cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris trên toàn bộ 7 bang chiến trường trong đợt bỏ phiếu sớm, thay vì đến hòm phiếu vào đúng ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, ngay càng nhiều người Mỹ bỏ phiếu sớm bằng hình thức trực tiếp hoặc qua thư hơn. Bà Harris lo ngại kịch bản ông Trump tự tuyên bố chiến thắng. Phó Tổng thống Kamala Harris nói chiến dịch của bà đã chuẩn bị cho kịch bản ông Trump tự tuyên bố chiến thắng, ngay cả khi chưa kiểm phiếu xong. Phó Tổng thống ngày 22 tháng 10 cho hay chiến dịch của bà đang chuẩn bị cho trường hợp đối thủ Donald Trump tìm cách thách thức kết quả bầu cử, nhưng trước hết vẫn tập trung vào mục tiêu đánh bại ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Bà nói rằng chúng tôi sẽ xử lý vấn đề ngay trong đêm bầu cử và cả những ngày sau đó nếu có chuyện xảy ra. Chúng tôi có đủ nguồn lực, chuyên môn và sự tập trung cho công việc này. Khi được hỏi về khả năng ông Trump sẽ tìm cách tự tuyên bố thắng cử trước khi kiểm xong phiếu và trước khi truyền thông dự báo kết quả, Harris cho biết bà lo ngại về kịch bản này. Bà nói rằng ông Trump đã từng tìm cách phá hoại bầu cử tự do và công bằng và tới nay vẫn phủ nhận ý chí của người dân.
Ông Trump chính là người đã kích động đám đông bạo lực xông vào đồi Capitol, tấn công hơn 140 nhân viên thực thi pháp luật, khiến một số người thiệt mạng. Bà cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Phó Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể về biện pháp ứng phó với ông Trump nếu ông Trump tuyên bố thắng cử trước khi kết quả kiểm phiếu được công bố. Bà nhắn nhủ người dân đưa ra quyết định nghiêm túc về tương lai của đất nước trong cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Ông Trump hiện chưa bình luận về phát biểu trên. Ông từng cáo buộc cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 là gian lận, không thừa nhận kết quả kiểm phiếu, thậm chí tìm cách lật kèo bầu cử. Cựu Tổng thống tới nay cũng chưa từng nhận thua cuộc trong bầu cử 4 năm trước. Trong những tuần đầu tiên sau khi trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, bà Harris hạn chế trả lời phỏng vấn, song thời gian gần đây đã tăng tương tác với truyền thông. Các cuộc khảo sát cho thấy ông Trump và bà Harris đang ở thế bất phân thắng bại, khi tỷ lệ ủng hộ của hai người gần như tương đương trên phạm vi toàn quốc và ở 7 bang chiến trường. Tỷ phú Bill Gates có thể đã quyên góp 50 triệu đô la Mỹ ủng hộ bà Harris. Báo New York Times dẫn nguồn thạo tin hôm 22 tháng 10 cho thấy tỷ phú và là người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates gần đây đã quyên góp khoảng 50 triệu đô la Mỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris bên phía Đảng Dân Chủ. Khoản quyên góp cho Future Forward, nhóm gây quỹ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, được cho là sẽ được giữ kín vì ông Gates chưa công khai ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Theo New York Times, trong các cuộc trao đổi riêng tư với bạn bè và những người khác trong năm nay, ông Gates cũng đã bày tỏ mối quan ngại về khả năng cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Các nguồn tin cho biết, tổ chức từ thiện của ông Gates, quỹ Bill and Melinda Gates, rất lo ngại về khả năng cắt giảm các chương trình kế hoạch hóa gia đình và y tế toàn cầu nếu ông Trump tái đắc cử. Tuy nhiên, tỷ phú Gates nhấn mạnh rằng ông có thể làm việc với bất cứ ứng cử viên tổng thống nào. Trong một tuyên bố phản hồi thông tin của New York Times, ông Gates nhấn mạnh sự hợp tác lưỡng đảng của mình, nhưng cũng nói rằng cuộc bầu cử lần này rất khác biệt. Ông nói với New York Times rằng, tôi ủng hộ các ứng viên thể hiện cam kết rõ ràng trong việc cải thiện vấn đề chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu tại Mỹ và trên toàn thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin France 24 vào tháng 7, thời điểm bà Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ sau khi ông Joe Biden từ bỏ nỗ lực của mình, tỷ phú Gates đã hoan nghênh sự xuất hiện của một con người trẻ hơn có suy nghĩ về những vấn đề như AI. Trong khi bà Harris bước sang tuổi 60 vào tuần trước, đối thủ của bà là ông Trump đã 78 tuổi và là ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo Forbes, đến nay đã có ít nhất 81 tỷ phú ủng hộ bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong khi đó, một trong những người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk, lại ủng hộ Trump. Ông Musk, người từng bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ trong quá khứ, chuyển sang ủng hộ ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay. Tỷ phú công nghệ đã ủng hộ ứng cử viên Donald Trump từ tháng 7 và xuất hiện cùng ông tại các sự kiện vận động tranh cử. Hãng Reuters cho biết tỷ phú Musk đã quyên góp khoảng 75 triệu đô la Mỹ cho siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump trong vòng 3 tháng qua, biến ông trở thành nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới đây.